2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về bất đẳng thức Bunya, Kusi và Squat. Ở buổi ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số các bài tập tổng hợp với mấy bài nhỉ? Hình như là đâu đó là 3 bài, đúng không? 3 bài với các nội dung khác nhau và với các cái kỹ thuật khác nhau sử dụng bất đẳng thức Squat hoặc là sử dụng bất đẳng thức AMGM. Chúng ta cùng nhìn lại một chút là các bài mà chúng ta đã làm ấy thì có cái, các cái kỹ thuật tương đối là giống nhau. Ví dụ như bài số 1 thì chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức cộng mẫu. Bài số 2 thì chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức Cauchy Squat hoặc là bất đẳng thức AMGM. Sau khi mình nhìn xong bài này thì mình có nhớ lại một tí là hình như vẫn còn một cái góc nhìn số 3 mà có thể làm tốt hơn. Đây mình gọi AMGM là cách số 3 đi. Thì vẫn còn một cách số 2 nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn. Quên mất, hôm đấy là mình không nghĩ ra. Có nghĩa là chúng ta cũng có thể sử dụng bất đẳng thức cộng mẫu với việc ở đây chúng ta có A bình này. Đấy, B bình này. C bình này. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là 4, 6 và 3 thì không phải là số chính phương. Và chúng ta sẽ không thể dùng bất đẳng thức squat ngay được. Mà chúng ta nên biến đổi một tí. Thế thì ở đây có một cái gợi ý nhỏ nhỏ như thế này cho các bạn này. Biểu thức A thì chúng ta có thể viết thành là A bình phương trên cho 1/4. Đấy. A bình phương trên cho 1/4. Cộng cho B bình phương trên cho 1/6. Cộng C bình phương trên cho 1/3. Được chưa? Thì sẽ lớn hơn hoặc bằng là A cộng B cộng C trên cho 1/4 cộng 1/6 cộng 1/3. Và các bạn sẽ thấy là góc nhìn tương đối giống với cái góc nhìn này. Đúng không? Ok chưa? Thế thì nếu mà cái này thì cũng không được đúng lắm nhỉ. A bình nên 1/4 là đây cơ. B bình này. 1/6 này. Và C bình này. Với cả 1/3 này. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ thấy là A cộng B cộng C ở đây thì bằng 3 rồi. 3 trên cho đâu đấy là cậu này là bao nhiêu? 18 à? Đấy, nói chung là các bạn cộng lại và các dùng bất đẳng thức squat nữa thì cũng tương đối là nhanh. Với cái góc nhìn này thì theo mình thì bài số 2 sẽ nhanh hơn một chút. Bởi vì là rất nhiều bạn thì không thể nhìn được, là không thể nhân được với cái 1/4, 1/6 với 1/3. Nhưng với góc nhìn về bất đẳng thức cộng mẫu thì chúng ta có thể làm được một cách đơn giản hơn. Đúng không? Theo mình nghĩ là như vậy. Ngay bình phương cái này lên đã. Ok chưa? Thế thì xong nha các bạn nhé. Được chưa nào? Bây giờ mình chuyển sang bài số mấy nhá? Số 3. Số 3 thì mình ngắm rồi, cũng không có gì là phức tạp cả, không có gì là mới cả. Thì bây giờ mình cùng chuyển sang bài số 4 nhé. Chúng ta cùng kiểm tra xem nội dung của bài số 4 là gì. Bài số 4 đổi màu đỏ đi thành màu xanh lá cây nhé. Cho x, y là các số thực dương và x bình của y bình nhỏ hơn hoặc bằng x cộng y và chứng minh rằng x cộng 3y nhỏ hơn hoặc bằng 2 cộng căn 5. Bài này, thứ nhất là điều kiện thì có vẻ đối xứng, đúng không? Thứ hai là x cộng 3y thì lại nhỏ hơn hoặc bằng 2 cộng căn 5 thì cái chỗ này hơi bị phức tạp. Theo mình nghĩ là như vậy. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào? Chỗ này là một cái điều tương đối là khó. Theo mình nghĩ
Bởi vì là bắt đầu từ đâu, dấu bằng xảy ra khi nào và làm như thế nào. Thì theo mình, ở đây nếu dưới dạng đối xứng thì x bình mà nhỏ hơn x ý, thì các giá trị của x và y thì sẽ phải lớn 0 và nhỏ hơn 1. Đúng không? Lớn 0 và nhỏ hơn 1. Đấy là một cái dự đoán nho nhỏ chúng ta có thể làm được này. Chúng ta sẽ có là x bình mà nhỏ hơn x ý, thì chứng tỏ rằng là x bình phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Đấy. Và tương tự như vậy là y bình sẽ lớn hơn x chứ, xin lỗi. Lại ghi x bình thì là sai nhá. Thế là y sẽ cũng phải lớn hơn 0, nhỏ hơn 1. Thì không biết là cái điều kiện này có dùng được hay không. Thì mình cũng chưa được rõ lắm. Đúng không? Thế bây giờ mình sẽ chọn điểm rơi. X cộng 3y nhỏ hơn hoặc bằng 2 cộng căn 5. Thì phải lựa được điểm rơi. Những điểm rơi ở đây thì cũng quá là phức tạp, không có ý tưởng gì. Thế nên là khả năng xuất phát từ cái kết luận này để đi lên thì rất là khó. Đúng không? Thứ nhất là chúng ta sẽ ghi là điểm rơi rất là khó xác định. Quá khó chứ không phải khó. Thứ hai là chúng ta đi biến đổi giả thiết. Bởi vì là cái kia là nếu mà mình với góc nhìn là bình phương lên nhá, với góc, một cái góc nhìn khác đi, trước khi đấy thì mình có thể bình phương lên. Đấy là cái rất là quen thuộc, đúng không? Bình phương lên thì sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là 1 cộng 3 bình. 1 bình cộng 3 bình với cả x bình cộng y bình. Đúng chưa? Đấy, góc nhìn cơ bản đúng không? Thế thì x bình cộng y bình thì lại nhỏ hơn bằng x cộng y. Đúng không? Nhỏ hơn x cộng y, nhưng mà x cộng y ở đây thì lại chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng nếu đây có dấu bằng ở đây. Đây, bằng ở đây. Thì cái này có thể là nhỏ hơn bằng x cộng y. Cộng y. Nhỏ hơn hoặc bằng. Nếu dấu bằng xảy ra thì cả hai thằng đều bằng 1. Thì dấu bằng ở phía trên thì không xảy ra. Bởi vì mình cần là x phần 1. Đúng không? X phần 1 bằng y phần 3. X phần 1 bằng y phần 3. Thì chỗ này hơi căng. Không muốn nói là quá căng. Đúng không? Để x phần 1 bằng y phần 3 thì sẽ không thể thỏa mãn được cái x cộng y nhỏ hơn bằng 2 được. Thế nên là dấu bằng xảy ra. Không xảy ra dấu bằng. Không xảy ra dấu bằng. Đúng không? Mà đây là x cộng 3y thì các bạn thấy rằng nhỏ hơn bằng 2 cộng căn 5. 2 cộng căn 5 thì x cộng y thì nhỏ hơn bằng 2 thì không thỏa mãn rồi. Mà còn phải là 2 cộng căn 5 bình cơ. Đầu đấy nó sẽ phải là 9 cộng 4 căn 5. Đấy. Thế thì cái cách hướng này không ổn rồi. Thì chúng ta chỉ có thể biến đổi được cái biểu thức này thôi. Đúng không? Biểu thức này thì có cách nhìn như thế nào? Thứ nhất là đây dưới dạng đối xứng. Và thứ hai là mình dùng AMGM hay mình dùng Cauchy Schwarz. Thì may mắn cho các bạn là ở bài này thì chúng ta sẽ phải dùng Cauchy Schwarz. Thế nên là chúng ta biến đổi về Cauchy Schwarz thì nó sẽ thuận tiện hơn. Đúng không? Chúng ta cùng nhìn lại cái biểu thức về bất đẳng tích Cauchy Schwarz hay là CBS. Đây. Khả năng cao là hai số thôi, x y thôi, đúng không? Thì a bình cộng b bình hoặc là x cộng
AX cộng B tất cả bình. Thì AX cộng B tất cả bình thì mình đã biến đổi rồi. Thì bây giờ mình chỉ có thể là biến cái vế còn lại thôi. Ví dụ như là A bình cộng B bình nhân với X bình cộng Y bình. Thì có nghĩa là bên này thì mình phải tạo ra được một cái bình phương. Nhưng X bình cộng Y bình thì lại phải nhân thêm với cả một cái số nữa. Mà khi nhân ra đây thì khả năng cao là mình sẽ chuyển vế đi. Mình sẽ chuyển vế. Đây nhá, có một cái ý tưởng khác là mình sẽ như thế này. Góc nhìn thôi. X bình cộng Y bình đúng không? Đã có sẵn rồi. Thế bây giờ mình phải nhân thêm cái gì? Mình nhân thêm cái gì để nhỏ hơn mà lại có thể tạo ra được. À, cái cộng này thì lại lớn hơn đúng không? Lớn hơn. Ừ. Nếu nhân thêm thì chỉ có thể nhân thêm một bình cộng với cả ba bình thôi. Nếu nhân thêm như thế thì nó mới ra x cộng 3y tất cả bình. Đúng không? Thế thì câu chuyện sẽ lại quay trở lại với bài tập này rồi. Đúng không? 10. Đây. Sorry. Đúng không? Thế thì không ổn một tí nào đúng không? Thì mình nên làm một cái động tác khác đi. Là mình chuyển vế. Mình chuyển vế là x bình trừ x cộng y bình trừ y thì nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thế thì cái vế mà lớn hơn này, cái vế này thì đánh ra lớn hơn đúng không? Thế thì mình sẽ chuyển cái vế này về thành dưới dạng bình phương. Bình phương thì thêm bớt là 1 phần 2 vào đúng không? Cộng 1 phần 2 vào. Thì cộng 1 phần 4 cả hai vế. X bình này. Đấy nhá. Mình phải biến về dạng bình phương mà. Là x bình trừ x cộng 1 phần 4. 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4. Cộng tiếp y bình trừ y cộng 1 phần 4. Thì như vậy là cả hai vế cộng 1 phần 2. Thì đây nhỏ hơn nó bằng 1 phần 2. Chúng ta sẽ có là x trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng với y trừ 1 phần 2 tất cả bình nhỏ hơn bằng 1 phần 2. Đến đây thì mình có A bình cộng B bình thì nhỏ hơn bằng 1 phần 2 rồi. Thì câu chuyện bây giờ mình sẽ phải nhân tiếp để có thể tạo ra được x cộng 3y. Các bạn hiểu vấn đề không? Đây này, mình nhân thêm là 1 bình cộng 3 bình. Đúng chưa? Thì ở đây mình cũng nhân thêm với 1 bình cộng 3 bình thôi. Không vấn đề gì đúng không? Các bạn hiểu không? Được chưa? Thế thì bây giờ là mình sẽ nhân thêm để tạo ra được cái 1 bình với 3 bình. Đúng không? Đây. Thế thì cái cậu này sẽ nhỏ hơn này. Mình nhân thêm 1 với 3 nhé. Tất cả bình này. Thì sẽ nhỏ hơn 10. Chỗ này các bạn có hiểu vì sao nhỏ hơn 10 không? Đấy, thì nhiều bạn lại không hiểu. Thôi mình lại viết đầy đủ ra giống như trên thôi. 1 bình cộng 3 bình. Ok chưa? Đương nhiên thì bằng như vậy rồi. Thì sau đó thì mình tính ra thôi. Thì cái cậu này sẽ nhỏ hơn nó bằng 5. Ở đây. Ôi, nhỏ hơn bằng 5 luôn đấy nhá. Cho đỡ phải xuống dòng này. Bây giờ là cái cậu này thì mình sẽ nhân bung ra. Thì x cộng 3y bằng ngoặc là x cộng 3y. Được chưa? Cộng bao nhiêu nữa? Trừ 2 tất cả bình. Nhỏ hơn nó bằng 5. Đấy. Rất may mắn cái cậu bên này thì không phải là x cộng y nữa. Mà lại là x trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng với y trừ 1 phần 2 tất cả bình rồi. Thì nhỏ bằng 1 phần 2 rồi. Nhân thêm 10 đây nữa. Nhân thêm 2 thì nhỏ hơn bằng 5. Thì đến đây chia thành hai trường hợp. Thì mình cần chiều nhỏ hơn. Thì đơn giản rồi đúng không? Thì sẽ suy ra là sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 cộng căn 5. Như điều phải chứng minh. Và dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra. Cái này mới là quan trọng này. Dấu bằng xảy ra khi có mấy dấu bằng tất cả. Chỗ này thì ít, mới có 2 hoặc 3 dấu bằng đúng không?
Thứ nhất là cậu này là biến đổi tương đương, thế nên là dấu bằng thì không ảnh hưởng gì, chỉ là x cái cậu này với cậu này thì bằng 1/2 thôi. Như vậy là cả cái cậu này thì bằng 1/2. Đây, cái thứ nhất đúng không? Ok chưa? Số 2 thì là mình dùng cos squared ở đây. Thế là x trừ 1/2 trên 1. X trừ 1/2 trên 1 sẽ bằng là y trừ 1/2 trên 3. Thì đến đây chúng ta sẽ giải ra thôi, đặt x trừ 1/2 bằng a, y trừ 1/2 bằng b, đúng không? Cái này thì giải hệ thì các bạn tự giải nhá. Mình sẽ đặt thôi, hoặc là mình có thể giải tay cho các bạn xem. Mình đặt x trừ 1/2 thì bằng a và y trừ 1/2 thì bằng b. Ok chưa? Như vậy là a bình cộng b bình thì sẽ bằng 1/2. Và a trên 1 bằng b trên 3. Thì đến đây mình giải ra được AB thôi. Và có điều kiện để so dấu bằng xảy ra thì có đâu đó nó phải dương thì phải. Đấy. Mình lấy trường hợp dương thôi. Nhá. Các bạn tự giải nốt đúng không? Đây thì mình có kết quả là x bằng 1/2 cộng căn 5 trên 10 và y bằng 1/2 cộng 3 căn 5 trên 10. Đấy, thì có nghĩa là A ở đây sẽ bằng căn 5 trên 10 và B sẽ bằng là 3 căn 5 trên 10. Phù hợp với A trên 1 bằng B trên 3. Đúng không? Ok nhá. Như vậy là đã xong được bài số 4. Câu chuyện ở bài tập này thì có thể sử dụng bất đẳng thức Cauchy hay không? Câu chuyện là cũng có thể sử dụng được bất đẳng thức Cauchy. Bởi vì là sau khi các bạn ra được cái điều kiện này rồi thì chúng ta cũng có thể sử dụng bất đẳng thức Cauchy được. Nhưng mà theo mình nghĩ với góc nhìn của mình thì nếu mà dùng bất đẳng thức Cauchy ở đây thì sẽ hơi phức tạp. Lý do là mình nếu sử dụng bất đẳng thức Cauchy squared ở đây thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghĩa là bất đẳng thức Bouguer ấy. Nói chung là bây giờ là có góc nhìn Bouguer rồi thì chúng ta nên dùng với góc nhìn Bouguer nữa hoặc Cauchy squared nữa. Chứ cũng không nên có một góc nhìn. Nói chung là chúng ta có nhiều góc nhìn là hay nhất. Ở bài tập này thì mình cũng không muốn nêu cái góc nhìn còn lại ra. Bởi vì là theo mình nghĩ thì cái góc nhìn này hay nhất rồi. Bởi vì lý do là nếu dùng Cauchy ở đây thì điểm rơi rất là xấu. Mà điểm rơi xấu như vậy thì mình lại phải đặt ẩn phụ. Mà khi đặt ẩn phụ rồi thì biểu thức nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Đó. Bởi vì là khi mình đã ra được hướng theo bất đẳng thức CBS rồi rồi mình quay ngược trở lại MGM và mình cố ép nó theo các cái điểm rơi mà mình đã biết ý, thì nó không hề tự nhiên đúng không? Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái tư duy ban đầu của mình rất là tự nhiên đó, và tại sao là một bình cộng với ba bình và ở dưới này mình cũng dùng một bình và ba bình thì nó rất là tự nhiên. Ok không? Đó. Thế bây giờ mình chuyển sang ví dụ số 5. Bài số 5 hướng dẫn. Mình không rõ bài này là thuộc phạm trù nào. Thế tử là căn, mẫu thì là A phần B. Trên này thì là lại đó đối xứng, ở dưới này cũng đối xứng này. Thì lớn hơn nó bằng 3 cộng 3 căn 3. Thì các số thực dương nữa. Thế thì khả năng cao sẽ dùng bất đẳng thức Cauchy squared dưới dạng căn. Dưới dạng căn đúng không? Thế thì là 2a bình cộng với b bình nó bị lẻ số hạng. Có đúng không? Nó bị lẻ số hạng. Còn nếu bị lẻ số hạng này thì phải dùng cái gì thì cũng hơi bị căng đấy. Mình tưởng nếu mà chẵn thì ghép cặp, mà nếu nếu lẻ thì thôi. Nhưng mà dự đoán xảy ra như dự đoán này là a bằng b bằng c. Thế thì 2a bình cộng b thì mình có thể viết thành là căn của a bình này cộng a bình này cộng b bình này. Bây giờ mình ngồi thì mình tra lại xem công thức là mình có cái cậu gì không. Mình có cậu 3 số này đây. Thì nếu mà dương rồi thì dùng cái dưới luôn. Này. Dương rồi dùng cái dưới luôn. Chúng ta sẽ ghi là áp dụng bất đẳng thức CBS đây.
Thế thì rất ổn đúng không? Nhân thêm. Khả năng hệ số là 111 thôi. Đúng chưa? Nhân thêm thôi. Viết trung căn hay viết khác căn bây giờ? Thì kệ đi. Viết khác căn được. Cũng không ảnh hưởng gì. Đúng không? Là 3 thôi. Thì sẽ lớn hơn hoặc bằng là A cộng B cộng A cộng A cộng B. Ok chưa? Và đâu đấy thì chúng ta sẽ có được rằng là cái cậu căn này 2A bình cộng B bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 2A cộng B trên căn 3. Thì mình nhân với cái 1 phần căn 3 nữa. 1 phần căn 3 thì để căn 3 trên 3 được không? Thôi kệ đi. Bắt đầu ra cái ý tưởng phía trên rồi đúng không? Xong rồi bây giờ lại cho A phần B nữa. Đúng chưa? Bây giờ lại cho A phần B nữa. Cho A phần B vào đây xong rồi lại tách làm đôi ra. Thì có AB, BA, CA. Lại còn có cả 1 phần AB cộng 1 phần AC nữa. Dễ dùng bất đẳng thức cộng mẫu à? Đúng không? Đây này. Góc nhìn nhá. Đến đây là có 1 phần căn 3 này là đã ra được gầu hết các ý tưởng rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là 2A cộng B trên AB nhá. Đúng không? Sẽ tách ra rằng là 2 cộng 1 phần 2 trên B cộng 1 phần A. Tương tự như vậy kép cặp thì kiểu gì cũng có 1 phần A cộng 1 phần B lớn hơn hoặc bằng 4 trên A cộng B. Đúng không? Thì kiểu gì sẽ có 1 phần A cộng 1 phần B này. Lớn hơn trong vòng 4 trên cho A cộng B. A cộng B thì lớn hơn 3 phần 2. Nhân 4 hay nữa vào nữa. Nhân căn 3 vào nữa. Thì khả năng cao là đúng rồi. Đúng không? Định hướng như vậy là chuẩn rồi đúng không? Thế bây giờ mình đến cái phần mình gõ lời giải chi tiết đi. Cho nó dễ chịu. Thế thì ở đây là mình sẽ áp dụng cái bất đẳng thức về Cauchy squat này. Tuy nhiên thì ở đây thì mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn là cái góc nhìn khác. Đó là góc nhìn về bất đẳng thức phụ. Một số các bất đẳng thức phụ mà ở ngày hôm trước thì mình đã chứng minh. Ví dụ như đây này, bất đẳng thức này. 3 lần A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn bằng A cộng B cộng C tất cả bình. Đấy, khi khai căn ra thì nó bằng chỉ luôn chính nó. Đúng không? Thì cái góc nhìn này cũng hay. Đây là góc nhìn mà mình phải thuộc các bất đẳng thức cơ bản. Đấy, cái góc nhìn khác này. Góc nhìn là thuộc các bất đẳng thức cơ bản. Thực tế thì nếu mà thuộc rồi thì khi nhìn nó sẽ nhanh hơn. Chứ nó không bị chậm nữa. Đúng không? Rồi. Thì bây giờ mình... ở bài này thì mình có thể dùng ký hiệu tổng sigma đi cho dễ chịu. Đây nhá, chỗ này đôi lúc phải dùng cái ký hiệu này bởi vì nhiều khi các bạn lên lớp 9 học chuyên thì các thầy cô dùng ký hiệu tổng sigma rất là nhiều. Thứ nhất là tổng cyclic của căn của a bình cộng b cộng a bình cộng b bình thì lớn hơn bằng 1/3 của tổng sigma của 2a cộng b. Ok chưa? Thế vậy tại sao cái từ cái dòng này sang cái dòng này? Chỗ này là nhiều khi là các bạn không hiểu rõ. Thứ nhất là ở đây là đối xứng đúng không? Thế nên là mình sẽ tạo ra được là 3A cộng 3B cộng 3C. Và khi mình rút 3 ra ngoài trong ngoặc có A cộng B cộng C. Được chưa? Mà khi nhân vào thì chúng ta sẽ có được là ở đây nhá. Nếu chuẩn ra thì chúng ta sẽ có thể ghi là 1 trên cho căn 3. Đấy. Nhân với 3, nhân với A cộng B cộng C. Được chưa? Đó. Thế thì, thay vì mình viết là... căn 3 là A cộng B cộng C thì mình có thể ghi là căn của tổng sigma A.
mình lấy cyclic mà, đúng không? Thế nên là mình có thể viết gọn lại biểu thức là trông như thế này. Khi mà mình chia cho mẫu nhá, trên phần AB thì sẽ được là căn 3 là một tổng sigma của 1 phần A. Ok chưa? Ở chỗ này thì nhiều bạn sẽ bảo là A cộng B cộng C mà. A cộng B cộng C. Nhưng mà chia cho AB thì có phải là ra 1 phần A không? Một từng cái là 1 phần A, 1 phần B, 1 phần C. Như vậy bằng tổng sigma của 1 phần A. Thế thì đến đây thì chúng ta áp dụng tiếp bất đẳng thức cộng mẫu thôi. Đây, áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu. Gọi là Cauchy squat với hai số và tử là 1 đấy. Đấy. Thế thì như vậy là mình có cũng có tổng sigma. Thôi, cái này thì nhiều bạn sẽ chưa được hiểu lắm. Thì mình sẽ ghi là 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần, 1 phần A cộng 1 phần B lớn bằng 4 trên cho A cộng B. Và tương tự như vậy thì mình sẽ có được là 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C lớn bằng 2 lần. Bởi vì mình phải nhân 2 vào mà. Nhân 2 vào thì mới có 2A, 2B, 2C thì khi ghép cặp mới ra được. Và tổng sigma này thì bằng 3 này. Đấy, tổng sigma thì bằng 3 này. Ok chưa? Tổng sigma này bằng 3 thì đúng bằng 3 căn 3 rồi. Ok chưa? Rất là nhanh gọn đúng không? Đó, như vậy là dùng ký hiệu tổng sigma nếu với dạng cyclic rất là đẹp. Đúng không nào? Nó cũng rất là nhanh. Và dấu bằng xảy ra thì có bao nhiêu cái dấu bằng thì viết ra thôi. Thứ nhất là A bằng B này. Cái trên này cũng A bằng B này. Tất cả đều A bằng B bằng C bằng 1 hết. Đấy. Dấu bằng thì cũng đơn giản. Ok chưa? Mày số 5 nhá. Bây giờ tiếp tục sang mày số 6 này. Bài số 6 thì cũng chả khác gì bài số 3 cả. À bài số 5 cả. Hai bài này là tương tự nhau về mặt ý tưởng, nó khai thác giống hệt nhau. Dấu bằng xảy ra thì câu chuyện sẽ khó hơn. AB, BC, CA lại bằng ABC. Thế thì hướng dẫn một tí. Khả năng là bài này với các bài trên thì khác nhau ở cái mặt dấu bằng xảy ra thôi. Cũng chỉ là biến đổi về mặt biến đổi đề bài thôi. Biến đổi giả thiết thôi. Cũng không có gì là phức tạp cả, đúng không? Chỉ là khai thác một cách thuần túy về mặt điều kiện. Thì cỗ này thì khi mà mình chia ra thì sẽ là 1 phần A. 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C. Thì sẽ bằng chia cho ABC đúng không? Thì sẽ bằng 1. Và đâu đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay ở trên này này. Theo ký hiệu tổng sigma ở trên này. Thì mình sẽ có là tổng sigma của 2A bình cộng B bình chia cho AB. Đấy, thì đây là B bình cộng 2A bình. Thì như vậy là tổng sigma sẽ lớn hơn cái cậu này. Đấy, đúng chưa? Và chúng ta biết rằng là tổng sigma của 1 phần A này thì mình vừa làm rồi là bằng 3 thôi. Thì cậu này lớn hơn bằng 3 căn 1 phần A. Thì bằng 3. À, thì đây bằng 1, xin lỗi. 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C bằng 1 thì bằng đúng bằng căn 3 rồi. Ok chưa? Đúng không? Thì như vậy là A bằng B bằng C bằng đâu đấy thì bằng 3. Đúng không? Đúng chưa nào? Tương đương với A bằng B bằng C bằng 3. Đó. Không có gì là quá phức tạp cả. Thế nên là dùng ngay bài này thì khai thác bài trên thôi. Chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên thì cũng có thể là sử dụng một cái góc nhìn khác. Góc nhìn khác đi. Bài trên thì mình không dùng góc nhìn khác. Bài dưới thì mình có. Lý do là tại sao mình lại có một cái góc nhìn khác này? Bởi vì là cái chuyên đề sau hình như mình nhầm là dùng quy tắc đổi biến. Mình soạn là dùng quy tắc đổi biến thì phải, đúng không? Hay là miền giá trị đổi biến. Cái chuyên đề sau là mình đổi biến. Thì tại sao mình lại nghĩ đến đổi biến này? Bởi vì là khi mình biến đổi giả thiết ý, mình ra được cái cậu này. Đúng không? Ra cậu này thì mình sẽ đặt với là x. Mình sẽ đặt đi, đổi biến đi. Mình sẽ đổi biến để tạo ra được là x cộng y cộng z thì bằng 1. Thì tại sao lại nghĩ đến x cộng y cộng z bằng 1? Bởi vì x cộng y cộng z bằng 1 thì sẽ vô cùng thuận lợi.
Lý do là mình có thể áp dụng được Cosi mà mình cũng có thể áp dụng được Cosi Squat. Nó sẽ rất là nhanh. Đấy, mình đặt. Rất là thuận lợi đúng không? Và tuy nhiên là khi đổi biến rồi thì cái biểu thức ban đầu ấy, cái biểu thức cần chứng minh ấy thì mình cũng phải đổi biến theo. Mình cho cái thằng A bình và B bình vào trong đúng không? Thì sẽ phải biến đổi thành cái gì? Thì cũng là một cái điều trần trối đúng không? AB dương, AB lớn không đi. Gõ rồi đấy. Thì như vậy là 1 phần A bình cộng 2 trên 1 phần B bình. Thế thì như vậy là chúng ta sẽ có được điều phải chứng minh là như thế này. Đấy. Tương đương với là x bình cộng 2 y bình và y bình cộng 2 z bình cộng z bình cộng 2 x bình lớn bằng 3. Đây thì có lẽ là thuận lợi rồi đúng không? Áp dụng lại ngay cái bất đẳng thức gốc ban đầu này. Đây. Áp dụng bất đẳng thức này. Thế là ra thôi. Thế thì với cái góc nhìn mà đặt đổi biến thế này thì mình sẽ không phải sử dụng bất đẳng thức phụ là 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z đây. À không dùng. À đâu bài này cũng đâu cần nhỉ. Không cần đổi biến nó cũng ra. Mà đổi biến nó cũng ra. Nói chung là đến đây thì mình nghĩ là các bạn sẽ ok rồi, đúng không? Mình có thể nháp thêm cho các bạn một chút. Nháp thêm các bạn một chút. Cái này thì mình cũng gõ rồi. Thuận lợi thôi. Mình sẽ đổi màu đi cho các bạn nhìn nó dễ nhá. Sinh ra trời đi. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy squat. Đấy. Cho ba số đấy. Thì mình sẽ tương tự thôi. Cái này thì mình không dùng ký hiệu tổng sinh mà. Lớn hơn. Đẳng thức này. Ok chưa? Thế thì như vậy là theo mình nghĩ với góc nhìn về đổi biến cũng rất là hay. Bởi vì là thành bất đẳng thức mà không có mẫu, không có mẫu thì có thể là đơn giản hơn. Thứ hai là nếu mà không cần dùng bất đẳng thức như cái bài tập trên mà chúng ta nhìn ngay với góc nhìn khai thác tương tự bài 5 xuống bài 6 thì cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đúng không? Ốp ngay thôi. Đấy, thì bài 6 cũng rất là đơn giản. Bài số 7. Bài số 7 thì 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z bằng 6 thì có thể đổi biến được không? Mà đây lại là 1 trên cho 3x cộng y. Thế thì các bạn nhìn thấy ngay nhé. Mẫu lại là tổng. Mẫu lại là tổng. Thế khả năng đổi biến nó không được. Thứ hai là tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất thì theo mình nghĩ ở đây là phải dùng bất đẳng thức squat rồi. Hay gọi là bất đẳng thức cộng mẫu rồi. Thì ở đây đoán ngay được này. Đối xứng đúng không? Thì chứng tỏ là x bằng y mà bằng z. Cái điều này điều đương nhiên. Thế 1 phần 3x cộng y thì sẽ nhỏ hơn là bằng 1 phần 4 của 1 phần 3x cộng 1 phần y. Có đúng không? Nếu bạn nào viết như thế này là sai hoàn toàn nhá. Bởi vì là 3x không bằng y. Bởi vì mình dự đoán ở đây ý, mình dự đoán ở đây sẽ là x bằng y bằng z cơ. Đấy, thế nên là đến đây thì mình lại phải tách và ghép cặp hợp lý, đúng không? Thì dự đoán nhá. Rất là đơn giản thôi. Là dự đoán điểm rơi. Không ghi hướng dẫn à. Dự đoán điểm rơi này là x bằng y bằng z. Mấy? 1 phần 2. Khả năng coi là 1 phần 2. Mình không chắc. 1 phần 2 đúng không nhỉ? Thế thì là 3x không thể bằng y được. Thế nên ở đây là mình phải tách. Tách thì theo mình nghĩ đến đây tách thì quá đơn giản rồi đúng không? Dùng bất đẳng thức cộng mẫu thì A phải bằng B. Đây. Nhiều bạn không nhìn ra là 1 phần A cộng 1 phần B nhá. Thì lớn hơn bằng 4 trên cho A cộng B. Nhưng mà mình với góc nhìn ngược lại đi. Đấy. Là M 1 trên cho A cộng B. Nhỏ hơn là bằng 1 phần 4 của 1 phần A cộng 1 phần B. Thế như vậy là muốn A bằng B thì phải tách làm sao cho hợp lý vào. Thì con số 3 này cộng với Y sẽ là 4 đúng không? Thì nhìn thấy ngay. Quá dễ đúng không? Sẽ tách thành là 1 trên cho 2X cộng X cộng cộng Y. Thỏa mãn chưa các bạn? Quá thỏa mãn rồi đúng không? 2X với X cộng Y. Quá thỏa mãn luôn.
Đúng nào. Đấy. Thế thôi, đến đây thì mình áp dụng thôi. Đến đây thì mình sẽ ghi là áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu. Thôi cộng mẫu cũng được, không vấn đề gì. Bất đẳng thức này thì như vậy là cái cậu này thì mình biến đổi ra này. Đấy. Đây. Nhỏ hơn nó bằng 1 phần 4 của 1 trên cho 2x cộng 1 phần x cộng y. Thế thì bây giờ cái 1 phần x cộng y này thì mình lại làm một lần nữa. Mình lại dùng bất đẳng thức cộng mẫu một lần nữa. Đấy. Thì ra được cái biểu thức này. Ở đây rất may mắn thì mình có thể sử dụng ký hiệu tổng sigma thôi. Đúng không? Tương tự như vậy là mình sẽ sử dụng ký hiệu tổng sigma của 1 trên cho 3x cộng y thì nhỏ hơn hoặc bằng, thì tổng tương ứng hai cậu này lại thôi là xong này. Tổng tương ứng hai cậu này lại thì 3/16 cộng 1/16 thì 4/16 thì 1/4. 1/4 của 1/x cộng 1/y cộng 1/z. Ok không? 1/4 của sum của 1/a. Được chưa? Như vậy là 1/x. Và 1/x cộng 1/y bằng 1/6 thì bằng 3/2 thôi, đúng không? Thì bằng 1/4 nhân với cả 6 thì bằng 3/2. Ok chưa? Và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi rằng x bằng y bằng z thì bằng 2. Và 1/2 chứ. Ok. Thế thì nhiều bạn ở đây thì cái góc nhìn về tổng sigma thì chưa được quen. Thì mình cũng có thể tương tự nhưng mà cũng cố gắng hiểu. Thôi các bạn viết tương tự ra nhá. Các bạn viết tương tự ra. Viết tương tự mấy cậu này ra là được này, tương ứng thì nó sẽ ra được là 1/4 của 1/x cộng 1/y thôi nhá. Như vậy là bài số 7 của mình xong rồi. Bài số 8 9, ôi dồi nhiều lắm. Ôi giời ơi. Thôi 4, 5, 6, 7 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 bài rồi. Thôi, buổi ngày hôm nay của mình kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các ngày tiếp theo. Nếu chúng ta thấy hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhá. Bye bye.